lỗi này mới được phát hiện lần đầu tiên ở Hoa Kỳ. Cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới cho biết, theo các quan chức hải quan, lần đầu tiên một loài côn trùng Corymella palmeri đã được ghi nhận ở Mỹ sau khi đi quá giang trong một lô hàng hoa tươi. Theo một bản tin hôm thứ Tư từ Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ, con bọ này được phát hiện vào tháng 10 trong một lô hàng hoa tươi được cắt trong xe đầu kéo tại cơ sở vận chuyển hàng hóa Altay Mesa. Cơ sở này xử lý các lô hàng từ Mexico đến San Diego. Một nhân viên hải quan đã giới thiệu người lái xe và lô hàng đến một cuộc kiểm tra nông nghiệp chuyên sâu. Thông cáo báo chí cho biết, đó là khi các chuyên gia nông nghiệp của văn phòng phát hiện ra một con côn trùng bất thường trong những bông hoa. Từ đó, hải quan đã gửi lỗi này đến Bộ Nhận dạng Kiểm dịch và Bảo vệ Thực vật của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Cơ quan này đã gửi nó đến phòng thí nghiệm để nhận dạng thêm. Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ đã chặn một lô hàng cựa trọi gà bất hợp pháp đang được vận chuyển từ thành phố Mexico đến Illinois. Quan chức hải quan tịch thu 120 cựa trọi gà gửi đến Illinois. Thông cáo cho biết chuyến hàng và tài xế đã được trả lại cho Mexico. Theo thông cáo báo chí, phải đến cuối tháng 1, lỗi này mới được xác định là Corymella palmeri. Vào ngày 25 tháng 1, phòng thí nghiệm đã đưa ra nhận dạng cuối cùng, đánh dấu phát hiện này là lần đầu tiên ngăn chặn loài gây hại này trên toàn quốc. Sydney Aki, giám đốc điều hành thực địa của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới ở San Diego, cho biết việc phát hiện ra loài gây hại đầu tiên trong nước tại một trong những cảng nhập cảnh của chúng tôi là một thành tựu phi thường. Mỗi năm, các chuyên gia nông nghiệp của CBP ngăn chặn hàng chục nghìn loài gây hại. Thành tích này phản ánh sự chăm chỉ và cống hiến to lớn của họ.